Ivy đã giới thiệu Sora với tất cả mọi người. Ông này thấy Sora thì xà vào mà sờ nắn. Trước giờ họ chỉ nghe thấy Slim trong suốt trong truyền thuyết thôi. Không ngờ lại có thật. Ông nội này cứ nựng Sora hoài làm nó rất khó chịu. Nhìn ngứa mắt quá nên mọi người ném ông ta ra ngoài luôn. Ông nội đó là Rickbert. Ông ấy rất thích động vật dễ thương. Mọi người đang rất trầm trồ. Có thể thuần hóa một Slim hiếm như này. Ivy đúng là một thuần hóa sư tuyệt vời. Không ngờ Slim này lại có thể nhìn ra được kẻ xấu đó. Ông nội Rickbert giả vờ giới thiệu với Sora, tôi là gia lưu của hỏa kiếm đây. Nghe vậy thì Sora bắt đầu xù lông lên. Một người khác cũng tự giới thiệu, tôi là Macrick, Sora cũng xù lông lên. Bởi vì ông ấy tên là Lowcrick, còn Macrick là tên này nè. Không ngờ Sora lại có thể phát hiện nói dối đó. Cả bọn dùng vật phẩm ma pháp cách âm để bàn bạc, hoạt động của tổ chức bắt cóc buôn người kia đã diễn ra ở thị trấn Ottawa này một thời gian rất dài rồi. Rất khó để nắm được đuôi của chúng, và khi có manh mối thì chúng cũng chạy thoát ngay lập tức. Hiện tại nhờ Ivy mà họ đã phát hiện ba kẻ phản bội đó là Mira, Todd và Mam. Họ nghĩ chỉ cần bắt hết ba tên đó thì họ sẽ dễ dàng hoạt động hơn. Ivy cảm thấy khá buồn vì Mira lại là kẻ xấu, tên Zalu cũng vậy, Mira là bạn thân thời cởi chuồng tắm mưa của hắn. Ivy hỏi, tổ chức đó bắt đầu làm việc xấu từ bao giờ vậy ạ? Từ hơn 10 năm trước, lúc đó thì mọi người nghĩ việc trẻ em mất tích là do quái vật. Nhưng vào khoảng 7 năm trước sự tồn tại của tổ chức đã bị phát hiện bởi đã có một nạn nhân chạy thoát thành công. Ivy nghe vậy thì liền nói, thế thì nhiều khả năng là còn kẻ phản bội khác, một tổ chức hoạt động lâu như vậy thì chắc chắn sẽ có rất nhiều nội gián. Đội trưởng CZ cũng nghĩ vậy, nhìn vào việc đội tự vệ tìm thấy căn cứ của chúng và đột kích nhưng thông tin đó đã bị lộ. Căn cứ lúc đó chỉ là cái võ rỗng, một số thành viên đội tự vệ lẻn vào trước cũng bị giết. Lúc đó rất ít người biết về kế hoạch đó, đội gió xanh cũng chỉ biết được ngay trước khi tiến hành đột kích. Vậy tức là vẫn còn nhiều kẻ phản bội khác nữa. Đội gió xanh do một quý tộc tiến cử nên mới được tin tưởng, dường như gió xanh đã giúp vị quý tộc đó xử lý vài việc nên mới được vị quý tộc đó giúp đỡ. Và tiến cử bọn họ dưới dạng mạo hiểm giả cao cấp. Hầu hết quý tộc đều khinh thường mạo hiểm giả, đội hỏa kiếm cũng đã từng nhận được một nhiệm vụ từ vị quý tộc đó, đội lôi vương cũng vậy. Ivy đoán là vị quý tộc đó có vẻ thăm dò xem có thể lôi kéo mọi người hay không. Nghĩ đi nghĩ lại thì lời Ivy nói rất có lý, mấy ông này lại tự trách bản thân kém cỏi, còn thua cả một đứa trẻ 7 tuổi. Nhưng Ivy bảo, cháu 9 tuổi rồi mấy má ơi. Và đặc biệt là hôm nay là sinh nhật của Ivy luôn. Mọi người nghe vậy thì liền ríu rít vỗ tay mà chúc mừng sinh nhật Ivy. Ivy đã cảm thấy rất vui, đã rất lâu rồi mới được chúc mừng sinh nhật. Dù biết Ivy 9 tuổi nhưng mọi người vẫn rất khó tin, 9 tuổi gì mà nấu ăn cực kỳ ngon, lại còn rất giỏi nữa chứ. Ivy chỉ biết cười trừ mà thầm nghĩ, chắc là do tiền kiếp của mình. Chú CZ nói, ta nghĩ nên kể chuyện này cho Gilmas, về chuyện của kẻ phản bội, còn chuyện của Sora thì thôi, nó quá hiếm. Tên Gilmas đó là chủ của hội mạo hiểm giả, là thủ lĩnh của mọi người ở đây. Cả bọn cứ thế mà đến hội mạo hiểm giả, ông này là Gilmas. Khi tiếp xúc với ông ấy thì Ivy đã hỏi Sora, chỉ cần Sora không biểu hiện xù lông thì đó là người tốt. Đây là đội trưởng đội tự vệ, Bugsby, anh ấy cũng là người tốt. Đây là đội phó Arklop, cũng là người tốt luôn. Boloda lấy ra một quả cầu nhỏ trong suốt, ông dùng nó để nhìn qua mọi người ở đây. Ông ta bảo đây là vật phẩm ma pháp của Ivy, nó có thể phân biệt người tốt hay người xấu. Ivy bảo, trên đường du hành thì cô đã nhặt được nó. Nhưng sau khi dùng khoảng một tuần thì nó sẽ biến thành một hòn đá bình thường. Bilmas bảo, tôi có thể nhờ mọi người tìm kẻ trà trộn của tổ chức không? Những kẻ phản bội đó đã làm lộ thông tin. Nên tôi hy vọng mọi người có thể giúp tôi kiểm tra hết toàn bộ người trong đội tự vệ. Mọi chuyện cứ quyết như vậy, Bilmas ra lệnh, dưới quyền hạn của chủ hội mạo hiểm giả, ta tuyên bố triệu tập toàn bộ mạo hiểm giả. Đây là tòa nhà mà tổ chức đó từng dùng làm căn cứ, lúc đội tự vệ tấn công thì nó chỉ còn là cái vỏ rỗng. Hiện tại để bảo vệ chứng cứ thì đội tự vệ đang canh giữ nó. Mọi người tiến vào chào hai anh chàng giữ cửa, tên này là Magaira, khi đối diện với anh ta thì Sora đã xù lông. Ivy cũng ra hiệu cho Boloda biết đó là kẻ xấu, Zalu lúc này giả vờ đến chào hỏi tên Magaira đó, đội trưởng Bugsby thì cảm thấy rất tức giận, không ngờ lính của mình lại là một kẻ phản bội. Mọi người tiếp tục tiến vào bên trong, sau gần một ngày kiểm tra hết toàn bộ thì có 38 kẻ phản bội trong số 157 người. Không ngờ trong đội tự vệ lại có nhiều gián điệp như vậy, lúc này bá tước Fantia và lãnh chúa Foronda cũng đến đây, họ tình cờ đi ngang đây nên tiện thể kiểm tra tình hình một tí. Khi nghe bá tước Fantia giới thiệu thì Sora đã xù lông lên, về lãnh chúa Foronda thì không sao, ông ấy chỉ tình cờ gặp bá tước nên đi theo chơi cho vui thôi.
Mọi người rất bất ngờ, bá tước Fanchia là anh hùng của thị trấn này cơ mà. Nếu bá tước là người của tổ chức thì chắc hẳn là người đứng đầu hoặc cũng gần như thế. Baxby tức giận mà nói, về việc đột kích thất bại và việc những đồng đội lẻn vào bị giết đều là tại tôi là người đã đưa thông tin cho tên bá tước Fanchia đó. Mọi người cũng an ủi anh ta, đó không phải là lỗi của anh ấy, tất cả đều tại đám tổ chức ác ôn đó, bọn chúng buôn người, làm những việc xấu xa. Nội gián lại xuất hiện ở khắp nơi, đội trưởng Baxby cũng phải lấy lại bình tĩnh, việc cấp bách trước mắt là mau chóng tìm ra manh mối để bắt gọn cái tổ chức đó. Ivy nói tiếp, chúng ta chỉ vừa mới đến đây mà bá tước Fanchia đã lập tức ghé thăm. Nếu nghĩ bá tước là người của tổ chức thì chắc hẳn không phải là tình cờ. Vậy thì khả năng người của tổ chức vẫn lởn vởn xung quanh căn cứ này và giám sát nó. Ivy hỏi, căn phòng mà anh Magaira phụ trách khám là chỗ nào ạ? Có thể do anh ấy nhận lệnh bí mật từ tổ chức, nên có thể đã báo cáo phòng có vấn đề thành không có gì. Zalu và mọi người đã rất ngạc nhiên, không ngờ Ivy vừa mới 9 tuổi mà đã có thể suy luận một cách thông minh như vậy. Mọi người cùng nhau tiến đến phòng mà Magaira đang gác, đội trưởng ra lệnh cho anh ta đi lục soát nhà kho. Sau khi anh ta rời đi thì mọi người tiến vào căn phòng đó. Họ bắt đầu lục soát hết các giấy tờ, sổ sách ở đây với hy vọng là có thể tìm ra bằng chứng. Ý thức tiền kiếp của Ivy Mac bảo, trong phim thì manh mối thường nằm trên kệ sách, cô nhìn lên thì thấy một cuốn sách bị sờn, có vẻ nó là cuốn hay bị chạm vào nhất. Ivy chạm tay vào cuốn sách đó thì một cánh cửa mở ra, bên trong là một căn phòng bí mật. Trong các cái hòm kia là rất nhiều vàng, xem ra tổ chức này lớn hơn mọi người tưởng rất nhiều. Còn có tài liệu về những giao dịch của tổ chức, đội trưởng Baxby bảo mọi người để nguyên như vậy, hãy để tổ chức đó nghĩ chúng vẫn chưa bị phát hiện. Mọi người cùng nhau trở về lại quảng trường dành cho mạo hiểm giả, mọi người đều cảm ơn Ivy, nếu không có Ivy thì họ cũng không có phát hiện lớn này. Từ bây giờ Ivy tuyệt đối không được đi một mình, Zalu bảo, nếu cần đi đâu thì cứ nói với anh một tiếng nhé. Hóa ra là Ivy muốn đi giặt áo quần, nhờ vật phẩm ma thuật kia mà cô không cần phải lo thiếu nước nữa, chỉ cần dùng hết nước thì nó lại đầy lên lại. Đột nhiên Zalu bảo, Ivy thật sự là con trai hả? Ivy vẻ mặt như sắp khóc mà nói, em xin lỗi vì đã lừa mọi người, tên Zalu hốt hoảng mà bảo, đừng khóc mà, không có gì đâu, em chỉ che giấu thân phận thôi phải không? Em vẫn nên giữ bí mật thì hơn, anh cũng sẽ coi như không biết. Đang giặt đồ thì Mira đến chơi, cô ta đến để rủ Ivy ra ngoài đi chơi, còn bảo sẽ dẫn Ivy đi ăn bánh ngọt rất ngon. Nghe vậy thì Zalu bảo, cho tôi đi cùng với đi nào, Mira liền khó chịu ra mặt ngay, nhưng cũng rất khó để từ chối Zalu, nên cô ta quyết định là sẽ đi 5 người. Có thêm 2 tên anh trai của cô ấy nữa. Zalu cũng biết mọi chuyện bắt đầu đang ngày càng trở nên khó khăn hơn rồi đây. Ivy và Zalu sẽ xử lý như thế nào? Anh em cùng đón chờ ở tập sau nhé. Tập này đến đây là hết rồi. Phim này sẽ có tập mới vào thứ 7 tuần sau nhé. Anh em đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình với nhé.